Kính chào và cảm ơn quý vị đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thừa Thiên Huế. Chương trình trưa nay thứ bảy ngày 19 tháng 11, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị những thông tin đáng chú ý sau. Bộ trưởng Công Thương ra tối hậu thư sẽ đình chỉ công tác thủ trưởng cơ quan quản lý thị trường nếu để xảy ra vi phạm về kinh doanh xăng dầu trên địa bàn. Sau 2 năm không thể tổ chức do dịch bệnh, ngày hội đại đoàn kết năm nay được tổ chức trở lại đã thực sự tạo nên bầu không khí vui tươi sôi động ở hầu khắp các khu dân cư. Từ phong trào nghiên cứu khoa học, rất nhiều đề tài của đội ngũ giảng viên trẻ Đại học Huế đã được ra đời và đi vào ứng dụng trong rất nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội. Tin chi tiết, chiều qua các đại biểu Quốc hội đã hoàn thành chương trình tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ tư Quốc hội khóa 15 với các cuộc tiếp xúc cử tri tại hai xã vùng biển Quảng Công, Quảng Hàng của huyện Quảng Điền và phường Phú Bài, thị xã Hương Thủy. Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã có buổi tiếp xúc cử tri xã Quảng Hàng sau kỳ họp lần thứ tư Quốc hội khóa 15. Dẫn đầu đoàn do bà Nguyễn Thị Sửu, tỉnh ủy viên, phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, ủy viên Hội đồng dân tộc của Quốc hội. Ông Nguyễn Hải Nam, ủy viên thường trực Ban Kinh tế Quốc hội, tiếp xúc cử tri hai xã vùng biển Quảng Công, Quảng Hàng của huyện Quảng Điền. Với tinh thần dân chủ trách nhiệm, cử tri đã phản ánh đề nghị các cấp, các ngành chức năng giải quyết một số vấn đề còn tồn tại trên các lĩnh vực và trong quá trình thực hiện các quy định pháp luật, các cơ chế chính sách ở địa phương. Trong đó, các ý kiến tập trung vào các nội dung về tình hình sạt lở bờ biển rất nghiêm trọng, ảnh hưởng rất lớn đến đời sống của người dân. Mong cấp trên xem xét tiến hành kè bờ biển. Do đặc thù địa lý nằm ở vùng biển, phương tiện đi lại rất khó khăn, nhất là trong vấn đề đưa bệnh nhân đi cấp cứu tại trung tâm y tế huyện. Đề nghị các cấp nghiên cứu làm cầu bắc qua phà Tam Giang để tạo thuận lợi cho người dân đi lại. Thời gian qua, vấn đề xử lý tham ô tham nhũng được quan tâm, đã giải quyết và xử lý nhiều trường hợp vi phạm. Cử tri mong muốn xử lý quyết liệt hơn nữa vấn đề này. Tại phường Phú Bài, ông Nguyễn Thanh Hải, viên trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh, đại biểu Quốc hội tỉnh, đã có buổi tiếp xúc cử tri thị xã Hương Thủy. Sau khi nghe báo cáo kết quả kỳ họp thứ tư Quốc hội khóa 15 và một số hoạt động của đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh thời gian qua, cử tri thị xã Hương Thủy đã đề xuất kiến nghị một số vấn đề liên quan đến chợ tự phát trên đường Nguyễn Khoa Văn làm ảnh hưởng đến vệ sinh môi trường, trật tự an toàn giao thông, phương án sáp nhập địa giới hành chính theo tiêu chí thành phố trực thuộc trung ương. Thay mặt đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, ông Nguyễn Thanh Hải đã tiếp thu giải trình, thông tin thêm một số nội dung cử tri quan tâm, đồng thời tổng hợp những kiến nghị để chuyển tới các cơ quan chức năng ở trung ương và đề đạt lên Quốc hội trong kỳ họp tới. Chiều ngày 18 tháng 11, Đảng ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã tổ chức hội nghị đối thoại dân chủ với cán bộ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, chiến sĩ trung đoàn 6. Đồng chí đại tá Hà Văn Ái, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chủ trì hội nghị đối thoại. Thời gian qua, Đảng ủy Chỉ huy Trung đoàn 6 đã thực hiện tổ quy chế dân chủ ở cơ sở trên tất cả các mặt công tác và phát huy tốt dân chủ trong quản lý điều hành cơ quan đơn vị, qua đó hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Tại hội nghị, trên tinh thần dân chủ thẳng thắn, cán bộ chiến sĩ Trung đoàn 6 đã tham gia ý kiến các nội dung liên quan đến xây dựng chính quy, chế độ chính sách và chế độ học nghề khi chiến sĩ xuất ngũ. Kết luận hội nghị, đại tá Hà Văn Ái, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, biểu dương Trung đoàn 6 thời gian qua đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Thời gian tới, đồng chí Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh yêu cầu Đảng ủy Chỉ huy Trung đoàn 6 tiếp tục thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, tập trung nâng cao hơn nữa chất lượng hoạt động công tác đảng, công tác chính trị, quan tâm chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho bộ đội, nhất là trong ngày nghỉ, giờ nghỉ, ngày lễ Tết. Tạo chuyển biến mạnh mẽ về xây dựng môi trường văn hóa cảnh quan doanh trại xanh sạch đẹp, duy trì quản lý nghiêm túc các chế độ quy định, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Sau 2 năm không thể tổ chức do dịch bệnh, ngày hội đại đoàn kết năm nay được tổ chức trở lại đã thực sự tạo nên bầu không khí vui tươi sôi động ở hầu khắp các khu dân cư. Đặc biệt trong năm nay, nhiều đồng chí lãnh đạo Đảng, nhà nước cũng đã đến tham dự chung vui với bà con nhân dân trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, hàng chục ngôi nhà đã đoàn kết từ sự hỗ trợ của Trung ương và các nguồn xã hội hóa khác đã kịp thời hoàn thành để không ai bị bỏ lại phía sau trong ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc. Với tinh thần kết nối cộng đồng, chung tay giảm nghèo bền vững, ngày hội đại đoàn kết năm nay đã được tổ chức ở hơn 1.400 thôn, bản, tổ dân phố trên toàn tỉnh. Từ sự quan tâm của Trung ương, Thừa Thiên Huế có được 20 ngôi nhà đại đoàn kết với kinh phí mỗi nhà là 50 triệu đồng. Tại 12 thôn được tổ chức làm điểm cũng đã hỗ trợ thêm 12 nhà đại đoàn kết khác để giúp cho các hộ nghèo vơi bớt khó khăn về nhà ở, ổn định cuộc sống, vươn lên thoát nghèo. Tinh thần đoàn kết tương trợ lẫn nhau đã được phát huy rõ trong ngày hội, giúp người dân xích lại gần nhau.
Dưới sự lãnh chỉ đạo của Đảng ủy chính quyền địa phương với hệ thống chính trị của thôn luôn luôn đoàn kết đi sâu đi sát bám sát địa bàn, luôn vận động nhân dân, mối quan hệ đoàn kết càng ngày càng thắt chặt hơn, tình làng nghĩa xóm càng ngày càng được nâng lên. Con em trong thôn mỗi ngày mỗi học hành tiến bộ đỗ đạt các trường đại học càng ngày càng nhiều. Trong khuôn khổ thì trong 2 năm vừa qua do tình hình dịch bệnh, các địa phương, các thôn, các địa bàn khu dân cư cũng tổ chức thực hiện được. Hôm nay được sự đồng thuận tổ chức của các cấp các ngành để các ban tạm mặt trận khu dân cư tổ chức ngày hội đoàn kết nhằm mục đích ôn lại truyền thống 92 năm qua của mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Trong ngày hội thì cũng để bà con cùng nhau ôn lại truyền thống đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau trong cộng đồng khu dân cư cũng như trong phát triển kinh tế xã hội. Trên cơ sở đó biểu dương những cá nhân, hộ gia đình, tập thể đã có những cái cống hiến đóng góp trong xây dựng cộng đồng khu dân cư. Theo đánh giá của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, những ngày hội đại đoàn kết năm nay đã được các thôn, tổ dân phố tổ chức bài bản với nhiều hoạt động ở phần lễ và phần hội, đem lại không khí vui tươi phấn khởi và cũng là dịp để người dân ngồi lại đánh giá về việc thực hiện cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh gắn với phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư. Năm nay cũng là năm Thừa Thiên Huế đón nhiều đồng chí lãnh đạo trung ương đến chung vui và tham gia ngày hội cùng với người dân. Trong triển khai thực hiện cái cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh mà ở các địa bàn dân cư ấy, thì các cái theo đánh giá thì tôi thấy là cũng năm nay cũng sau khi dịch cũng tập thực hiện rất tốt, đặc biệt là năm cái nội dung của cuộc vận động đó là tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện đường lối chính sách của Đảng nhà nước đấy, thì cũng được quan tâm nhiều đấy. Hầu như là năm 2022 này sau khi triển khai nhiều cái nội dung liên quan đến cái chính sách xã hội đấy, thì cũng được thực hiện rất tốt và không có ý kiến khiếu nại gì của dân cả. Cái đấy là điều tôi cho là rất tốt. Và như vậy công tác tuyên truyền ấy, ở địa bàn cư đã được thực hiện khá tốt. Cái thứ hai là người dân cũng đã rất là quan tâm đến hỗ trợ nhau trong phát triển sản xuất, làm kinh tế gia đình và góp phần tham gia cái xóa đói giảm nghèo ở các địa phương. Trải qua nhiều thăng trầm biển động, ngày hội đại đoàn kết toàn dân vẫn được giữ gìn và tổ chức với sự đồng lòng của chính quyền và người dân. Hình thức có thể mỗi nơi mỗi khác theo tập tục từng địa phương, nhưng ý nghĩa vẫn luôn được giữ gìn trọn vẹn. Là ngày hội để biểu dương những điều tốt đẹp trong cuộc sống và chung tay để hỗ trợ những người khó khăn, phát huy hết tinh thần đoàn kết quý giá từ bao đời nay của dân tộc. Tiếp tục với những thông tin khác. Bất chấp nhiều khó khăn từ cuối quý 3 đến nay, 10 tháng đầu năm 2022, xuất khẩu dệt may vẫn tăng trưởng 17,2% so với cùng kỳ. Theo Hiệp hội Dệt may Việt Nam, 10 tháng đầu năm nay, ngành dệt may Việt Nam đạt 37,9 tỷ đô la Mỹ kim ngạch xuất khẩu, tăng 17,2% so với cùng kỳ. Về thị trường xuất khẩu, Mỹ vẫn chiếm thị trọng lớn nhất với 42%, tiếp đến là Trung Quốc 11%, Nhật Bản và Hàn Quốc cùng chiếm 9%. Quần áo may mặc các loại vẫn là mặt hàng chiếm thị trọng lớn trong tổng kim ngạch xuất khẩu của ngành tới 29,1 tỷ đô la Mỹ. Về thị trường nội địa, 10 tháng doanh thu nội địa của ngành đạt 4,8 tỷ đô la Mỹ. Mục tiêu của cả năm là 5,8 đến 6 tỷ đô la Mỹ. Nhiều cửa hàng xăng dầu vừa đóng cửa, Bộ trưởng Công Thương đã ra tối hầu thư sẽ đình chỉ công tác thủ trưởng các cơ quan quản lý thị trường nếu để xảy ra vi phạm về kinh doanh xăng dầu trên địa bàn. Cụ thể, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên vừa có công điện gửi Tổng cục Quản lý Thị trường, Cục Quản lý Thị trường các tỉnh, thành phố về việc giám sát thực hiện cam kết, nghiêm túc kiểm tra, xử lý vi phạm trong hoạt động kinh doanh xăng dầu. Theo đó, Bộ Công Thương yêu cầu lực lượng quản lý thị trường các tỉnh, thành phố tiếp tục đẩy mạnh công tác giám sát, yêu cầu các thương nhân đầu mối, công ty con, chi nhánh của các thương nhân đầu mối có trách nhiệm thực hiện đúng nội dung biên bản cam kết đã ký về việc đảm bảo cung ứng xăng dầu cho các cửa hàng bán lẻ. Ra soát kiểm tra việc cung cấp bảng xăng dầu của các thương nhân đầu mối, thương nhân phân phối kinh doanh xăng dầu, kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Cục Hàng không Việt Nam vừa ban hành chỉ thị tăng cường công tác đảm bảo an toàn hàng không trong dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Cụ thể, Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu phi công, tiếp viên hàng không, nhân viên bảo dưỡng máy bay tuân thủ nghiêm các quy trình khai thác tiêu chuẩn. Đối với các hãng bay, nhà chức trách yêu cầu xây dựng kế hoạch tăng chuyến, đặc biệt trong giai đoạn cao điểm và bố trí các chuyến bay khai thác ban đêm, đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân.
Đối với các sân bay, Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu các đơn vị tuân thủ nghiêm công tác bảo trì, bảo dưỡng phương tiện, trang thiết bị, đồng thời tuân thủ tuyệt đối và tăng cường công tác kiểm soát các quy định về an ninh an toàn hàng không trong quá trình cung cấp dịch vụ. Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành quyết định về việc phê duyệt liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ tiếng Anh IELTS giữa 4 công ty của Việt Nam với Hội đồng Anh, Vương quốc Anh. Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành quyết định về việc phê duyệt liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ tiếng Anh IELTS giữa 4 công ty của Việt Nam với Hội đồng Anh, Vương quốc Anh. Cụ thể, các công ty được Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ tiếng Anh IELTS kể từ ngày 18 tháng 11 gồm Công ty trách nhiệm hữu hạn Prestige Coursic Việt Nam, Công ty trách nhiệm hữu hạn Công nghệ giáo dục Đông A, Công ty cổ phần phát triển giáo dục và đào tạo Odin, Công ty trách nhiệm hữu hạn University Access Central Việt Nam. Các bên có trách nhiệm tuân thủ pháp luật Việt Nam, những cam kết, kế hoạch đảm bảo các điều kiện về liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ của nước ngoài theo quy định chung. Ban tổ chức kỳ thi năng lực tiếng Nhật NASTET đã thông báo tạm dừng đợt thi tiếng Nhật ngày 11 tháng 12. Thông tin này đã khiến cho rất nhiều người lo lắng. Từ năm 2018, Việt Nam bắt đầu phải cử thực tập sinh hộ lý đi làm việc tại Nhật Bản với hàng nghìn người mỗi năm. Lao động phải qua đào tạo và có chứng chỉ N4 tiếng Nhật trở lên thì mới được làm hồ sơ xuất cảnh. Người đi thường lấy chứng chỉ thông qua các kỳ thi năng lực tiếng Nhật NASTET tổ chức vào các tháng chẵng và kỳ thi năng lực Nhật ngữ một năm hai lần vào tháng 7 và tháng 12. Sau 2 năm đại dịch, thị trường Nhật Bản vừa mở cửa trở lại thì gặp việc dừng thi chứng chỉ khiến nhiều lao động phải chờ đợi đến kỳ thi năm sau. Vì thế, lãnh đạo doanh nghiệp kiến nghị các cơ quan sớm mở lại kỳ thi cấp chứng chỉ để đảm bảo quyền lợi của người lao động. VNPT Thừa Thiên Huế và Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam chi nhánh Thừa Thiên Huế vừa tổ chức lễ ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược chuyển đổi số toàn diện giai đoạn 2022-2025. Nội dung ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Vietinbank Thừa Thiên Huế và VNPT Thừa Thiên Huế bao gồm truyền thông sử dụng các điểm giao dịch của hai bên, hợp tác sử dụng chéo sản phẩm dịch vụ cũng như công tác phát triển khách hàng sẽ mở ra nhiều cơ hội kinh doanh, đem đến cho khách hàng những sản phẩm dịch vụ chất lượng, góp phần nâng cao vị thế và sức cạnh tranh của hai đơn vị trên địa bàn tỉnh. Năm 2022, công tác phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị nhà nước của tỉnh Thừa Thiên Huế có những chuyển biến tích cực. Hạ tầng công nghệ thông tin trên toàn tỉnh dần được đầu tư hoàn thiện, hệ thống thông tin phục vụ công tác quản lý điều hành của các cơ quan doanh nghiệp, các dịch vụ công trực tuyến được triển khai mở rộng, đã góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động, thúc đẩy minh bạch hóa thông tin, tiết kiệm thời gian, chi phí phục vụ người dân, doanh nghiệp tốt hơn, góp phần phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Hội chủ rừng phát triển bền vững tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức hội thảo khởi động dự án các cơ hội sử dụng đất, gọi tắt là LUDO, do tập đoàn IKEA Thụy Điển tài trợ. Đây là dự án viện trợ không hoàn lại do tập đoàn IKEA Thụy Điển tài trợ. Việc tổ chức hội thảo khởi động dự án nhằm mục đích giới thiệu những nội dung cơ bản của dự án cho tất cả các đại diện của đối tượng hưởng lợi, các đối tác và các bên liên quan, các cơ quan lãnh đạo chỉ đạo nhằm giúp cho tiến trình vận hành dự án đạt được các mục tiêu và yêu cầu đề ra. Đồng thời tiếp tục mở ra các cơ hội hợp tác khác giữa IKEA với TTH Fosda cũng như của các bên liên quan khác. Việc triển khai dự án sẽ mở ra các triển vọng nhân rộng các mô hình hiệu quả của rừng trồng gỗ lớn, sử dụng đất giảm phát thải và phát triển các hoạt động bền vững của chuỗi giá trị gỗ keo FSC. Theo đó, sẽ chuyển hóa 1.000 hectare keo ngắn ngày 5 năm tuổi sang rừng trồng keo chu kỳ 8 đến 10 năm tuổi, trồng mới 100 hectare cây gỗ bản địa đã được xác định, tăng đa dạng sinh học trong cảnh quan, trong đó có 30 hectare làm giao rừng từ rừng nghèo kiệt. Trường Đại học Ngoại ngữ Đại học Huế vừa tổ chức tọa đàm kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11. Trong không khí xúc động của buổi tọa đàm, các thế hệ cán bộ, giảng viên nhà trường đã cùng nhau ôn lại kỷ niệm, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác giảng dạy về những tháng ngày gắn bó với trường lớp và các thế hệ học trò. Những tâm sự chia sẻ của quý thầy cô càng làm cho buổi tọa đàm thêm nhiều ý nghĩa, đem lại nhiều cảm xúc cho các thế hệ thầy giáo, cô giáo và toàn thể đại biểu tham dự. Dịp này, Trường Đại học Ngoại ngữ Đại học Huế đã có hai tập thể được nhận cờ thi đua của Bộ Giáo dục và Đào tạo vì những thành tích tiêu biểu xuất sắc trong phong trào thi đua, đổi mới sáng tạo trong quản lý, giảng dạy và học tập năm học 2020-2021. Nhiều tập thể cá nhân của trường cũng đã được nhận bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo vì đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 2 năm liên tục từ năm học 2019-2021, có những đóng góp quan trọng trong xây dựng đơn vị, góp phần vào sự nghiệp phát triển giáo dục.
giỏi kiến thức, thành thạo kỹ năng và đam mê nghiên cứu khoa học, đó là những tố chất cần có của những giảng viên của Đại học Huế. Trong những năm gần đây, từ phong trào nghiên cứu khoa học, rất nhiều đề tài của đội ngũ giảng viên trẻ đã được ra đời và đi vào ứng dụng trong rất nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội. Họ chính là những niềm cảm hứng cho các thế hệ sinh viên và là nhân tố tích cực cho phong trào đổi mới sáng tạo không ngừng của Đại học Huế. Được ấp ủ và thực hiện từ năm 2019 với sự tham gia của 5 thành viên là cán bộ giảng viên của Trường Đại học Sư phạm Đại học Huế. Giải pháp giáo dục văn hóa địa phương cho trẻ mầm non trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế là một trong những đề tài xuất sắc của Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2022. Xuất phát từ trăn trở làm thế nào để thực sự đưa văn hóa địa phương đến gần hơn với mỗi một học sinh, nhất là lứa tuổi mầm non, lứa tuổi dễ tiếp thu và hình thành nhân cách sớm nhất. Nhóm thực hiện đề tài đã đào sâu nghiên cứu, thực hiện hàng loạt cuộc khảo sát và đánh giá thực trạng giáo dục văn hóa địa phương cho trẻ mầm non trên địa bàn tỉnh, để từ đó đưa ra các đề xuất như xây dựng cơ sở học liệu, nâng cao năng lực tích hợp giáo dục văn hóa địa phương, xây dựng các hoạt động trải nghiệm, môi trường giáo dục văn hóa địa phương cho trẻ. Đây là đề tài được đánh giá cao bởi tỉnh thiết thực liên quan mật thiết đến mục tiêu đưa Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc trung ương theo các tiêu chí đặc thù, nhưng trọng tâm là các tiêu chí về văn hóa di sản của cố đô Huế. Đề tài của chúng tôi đã có những cái đóng góp về mặt cơ sở lý luận, và cái khung lý luận này nó cũng sẽ là một cái tiền đề để chúng tôi phát triển cái đề tài nghiên cứu theo cái hướng là chúng tôi có thể giáo dục văn hóa địa phương cho trẻ mầm non ở tất cả các địa bàn, chứ không chỉ là ở tỉnh Thừa Thiên Huế. Thì đó cũng là một cái là nung nấu, cũng là một cái ý định mà nhóm chúng tôi sẽ phát triển trong cái tương lai gần. Khi mà tham gia các hội thi giống như hội thi lần này ấy, thì đầu tiên là chúng tôi cảm thấy rất là hào hứng, và sau đó và nhận được cái thông tin là đề tài của mình đã đạt giải thì thật sự là hạnh phúc. Hạnh phúc không chỉ là bởi vì chúng tôi được hội đồng ban giám khảo đánh giá rất là cao về đề tài, mà hạnh phúc hơn là chúng tôi đã mang được và góp phần để mang cái văn hóa địa phương Thừa Thiên Huế vào trường mầm non. Và chính cái điều đó là sẽ nhằm thúc đẩy cái sự nghiệp về bảo tồn, gìn giữ và phát huy cái văn hóa địa phương vào trong các nhà trường. Và mầm non là bậc học đầu tiên, thì nó sẽ là cái nền tảng và cơ sở rất là tốt để sau này các em thực hiện cũng như là phát triển nhân cách của mình qua các cái bậc học khác. Còn đối với tiến sĩ Lê Quang Tiến Dũng, phòng lab thí nghiệm cũng đã trở thành nơi quen thuộc của anh sau mỗi giờ dạy. Và giải ba tại hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2022 dành cho đề tài sản xuất một số sản phẩm hóa mỹ phẩm trên cơ sở vật liệu nano bạc chính là những ghi nhận dành cho niềm đam mê nghiên cứu khoa học của anh. Giữa những bộn bề công việc của một giảng viên như giờ lên lớp, chấm bài, coi thi, tiến sĩ Lê Quang Tiến Dũng vẫn dành hết tất cả những thời gian của mình để tìm tòi tư liệu, đúc kết thành công công trình nghiên cứu khoa học có giá trị này. Quyết tâm vượt qua khó khăn để nghiên cứu khoa học, bởi mỗi một giảng viên của Đại học Huế đều hiểu rằng công tác nghiên cứu khoa học không chỉ được đặt ra như một yêu cầu nghề nghiệp đối với cán bộ, mà còn là nền tảng, là cơ hội để hiện thực hóa đam mê nghiên cứu của mình, phục vụ cho công tác dạy và học trong nhà trường. Các cái sản phẩm lưu hành trên thị trường được xuất phát từ các cái đề tài nghiên cứu ở trong các trường đại học. Thì cái vật liệu nano bạc thì nó rất là quý, tức là nó có nhiều tính chất rất là tốt, ví như tính kháng khuẩn. Thì chúng tôi cái đề tài này chúng tôi đã nghiên cứu rất là lâu rồi và tạo ra được cái sản phẩm nano bạc với chất lượng rất là tốt. Chúng tôi muốn trình bày các cái kết quả nghiên cứu ở trong trường học để tạo ra và các cái phần nghiên cứu để tạo ra các sản phẩm. Một giảng viên này học ở trong trường Đại học Sư phạm thì là nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và giảng dạy là nó đều quan trọng như nhau. Một giảng viên mà không nghiên cứu khoa học tốt thì nó sẽ không đáp ứng được cái nhu cầu phát triển của xã hội cũng như trên toàn thế giới. Còn giảng dạy thì là một trong những là lấy cái kiến thức để đưa vào cái thực tiễn. Thì nếu như mà chúng tôi có nghiên cứu sâu thì giữa lý luận và thực tiễn nó sẽ không tách rời nhau. Với một cái giảng viên ở các trường đại học, cái nhiệm vụ thứ nhất là nhiệm vụ phải dạy học. Đây là nhiệm vụ mà cực kỳ quan trọng. Bên cạnh dạy học tốt thì chúng tôi phải có những cái công trình nghiên cứu khoa học để có thể hỗ trợ cho việc dạy học, đáp ứng được cái sự phát triển chung của xã hội, và quan trọng nhất là đáp ứng được sự phát triển khoa học của cả thế giới. Đấy, nếu không có khoa học thì chúng tôi chỉ là giống như những người thời dạy, tức là nói những cái gì mà chúng ta cứ hàng năm đều nói đi nói lại thì nó sẽ tạo ra một cái sự nhàm chán và không thúc đẩy sự phát triển cho người học.
tiếp xúc với những giảng viên tiêu biểu này, điều mà chúng ta dễ dàng nhận thấy nhất chính là niềm đam mê truyền dạy kiến thức cho học sinh, sinh viên luôn cháy bỏng trong mỗi người và tinh thần cầu tiến, ham học hỏi, không ngừng bồi dưỡng năng lực của bản thân. Và trên hết, đó là ước mơ được cống hiến, được tạo mọi điều kiện tốt nhất để hoàn thành sứ mệnh của một người truyền chữ, truyền đam mê cho các thế hệ học sinh, sinh viên. Chương trình thời sự trưa nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Thừa Thiên Huế xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.